Các thân mến, trong tiết học thứ hai của chương trình vật lý lớp 11 chúng ta tìm hiểu về thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích. Trước tiên thầy giải muốn giải thích với em cái từ thuyết này nghĩa là gì? Thuyết hay là giả thuyết cũng vậy. Đó là những cái chân lý khoa học mà được chứng minh một cách gián tiếp chứ không phải trực tiếp. Một cái thuyết rất quen thuộc, rất tiêu biểu, đấy là thuyết tiến hóa của Darwin. Darwin bảo với chúng ta là người được tiến hóa từ loài vượn. Và cái bằng chứng Darwin đưa ra là từ các di tích hóa thạch. Vậy thì đó là một cái bằng chứng gián tiếp chứ không phải trực tiếp. Trực tiếp phải là lấy con vượn làm cách nào đó biến nó thành con người thì đấy mới là trực tiếp. Em hiểu chưa? Còn những cái bằng chứng mà Darwin đưa ra chỉ là gián tiếp. Việc dựa theo cái di tích hóa thạch kia để kết luận rằng là người được tiến hóa từ loài vượn, nghe nó rất hợp lý, nó rất phù hợp. Nhưng có thực sự 100% như vậy không? Thì lại chưa chắc. Chứ có người tin và có người không tin. Còn những cái quy luật mà được chứng minh một cách trực tiếp, ví dụ ở điều kiện bình thường, nước sôi ở 100 độ C, cái đó không ai chối cãi được. Cái bằng chứng nó trực tiếp và rất rõ ràng. Thì cái đấy gọi là định luật, một cái quy luật được chứng minh một cách gì? Trực tiếp. Còn thuyết là những cái quy luật mà được chứng minh bằng cách gì? Gián tiếp. Đó, nhờ có cái thuyết đó thì nó giải thích được các cái hiện tượng khoa học. Thế thì em nhớ cho thầy, thuyết là những cái định luật, những cái quy luật của tự nhiên, em nhé, được chứng minh một cách gì? Gián tiếp. Nói tóm tắt là quy luật được gì chứng minh gián tiếp và ngắn gọn như vậy thôi, được chứng minh một cách gián tiếp. Đấy, em ghi chú ngắn gọn như vậy. Khác với định luật hay định lý là những cái chân lý, những cái quy luật được chứng minh một cách trực tiếp, xong chưa? Đến thứ hai là thuyết electron. Electron chẳng phải là một khái niệm gì xa lạ nữa. Ngay từ chương trình hóa 8 thì chúng ta đã biết là nguyên tử được cấu tạo từ hạt nhân mang điện tích dương và xung quanh nó là các cái electron mang điện tích âm, đúng không? Electron hay dịch sang tiếng Việt mình là điện tử. Thế rồi lớp 9 chúng ta vẫn tìm hiểu electron, nhưng mà không nhiều lắm. Sang đến lớp 10 thì trong chương trình hóa học đó em học khá nhiều về electron, về lớp electron, về phân lớp electron, về cấu hình electron của nguyên tử, có đúng không? Đó, tức là cái khái niệm electron nó quá quen rồi. Vậy thì electron nó là cái gì? À, nó xuất phát từ câu chuyện như thế này. Khi chúng ta cho hai vật đó gì cọ sát với nhau, bình thường nó là trung hòa, bây giờ nó cọ sát với nhau, thì một thằng sẽ mang điện tích âm, một thằng mang điện tích dương. Câu hỏi đặt ra là thế điện nó từ đâu mà ra? Cái điện dương nó từ đâu mà chui ra? Cái điện âm nó từ đâu mà chui ra? Trước đó có thằng nào có điện đâu? À, thế thì các nhà khoa học mới đưa ra giả thuyết là thế này. Vật chất được cấu tạo từ nguyên tử. Và bản thân nguyên tử thì có hạt nhân mang điện tích dương. Và các electron quay xung quanh nó mang điện tích âm. Có rất nhiều nguyên tử như vậy, thì viết phóng đại nó lên. Đấy, kẻ phóng đại lên nhé. Thằng đây các electron ở chấm nhỏ nhỏ đây, quay xung quanh nó và mang điện tích âm. Hạt nhân dương đây. Ok chưa? Nguyên tử biểu tị bằng hình tròn tròn. Tương tự như vậy vật này cũng thế. Thế kỷ 2 khi cho hai vật cọ sát với nhau thì electron sẽ bắn từ vật này sang vật kia. Thế thì thằng này ban đầu ấy đang có tổng thằng dương và tổng thằng âm, tức là trung hòa về điện. Bây giờ một số thằng âm ở đây bắn sang thằng kia thì thằng này sẽ gì? Thừa điện tích âm, thằng âm trội hơn so với thằng dương, chân trung quy lại nó mang điện tích âm. Ngược lại, thằng này bình thường đang số dương, tổng số dương bằng tổng số âm, bây giờ nó mất bớt đi số âm. Vậy thì phần dương lại trội hơn so với phần âm, thế là thằng này gì? Mang điện tích dương. Em hiểu chưa? Thế thì cái giả thuyết này nó rất là hợp lý, rằng là vật chất được cấu tạo từ
các cái hạt đó mang điện tích dương và mang điện tích âm. Đấy, sở dĩ nó trung hòa về điện vì số dương bằng số âm nhé. Và sở dĩ nó nhiễm điện được là do nó có cái sự dịch chuyển từ thằng âm từ thằng này sang thằng thằng kia. Đấy, thằng thừa âm thì mang điện tích âm, thằng gì thiếu âm thì mang điện tích dương. Rõ chưa? Thế còn chuyện tại sao mà thằng âm nó đi bắn từ thằng này sang thằng kia mà không phải thằng dương? Là vì thằng dương nó nặng hơn, thằng âm nó nhẹ hơn, nó gì, nó dễ bắn sang cái thằng kia hơn, thế thôi. Khối lượng của hạt nhân gì rất lớn, còn khối lượng của electron rất nhỏ, nhỏ cho nó bắn sang. Ok chưa? Đấy. Vậy thuyết electron cho ta biết điều gì? À, cho ta biết rằng là các cái vật chất được cấu tạo từ nguyên tử, và nguyên tử thì gồm có hạt nhân mang điện tích dương và electron hay là các hạt điện tử thì mang điện tích âm nhé. Và electron chính là cái hạt nhỏ nhất mà mang điện tích. Em hình dung chỗ này chưa? Tức là cái điện tích của nó gì, nhỏ đến mức độ không chia nhỏ được nữa. Người ta còn dùng cái tên là điện tích nguyên tố, có nghĩa là gì, cái điện đơn vị mang điện tích gì nhỏ nhất. Em hiểu chỗ này chưa? À, đấy là cái nội dung của cái thuyết electron. Thế còn một cái câu hỏi đặt ra nữa là trong các cái bài toán đó, thì người ta hay cho ra thông số là electron thì có khối lượng là bằng này, điện lượng là bằng kia, và electron như thầy vừa nói nó là cái hạt mà có điện tích nhỏ nhất, không có hạt nào mang cái điện tích nhỏ hơn nó được nữa. Vậy đâu là cái căn cứ? Thì cái này hơi quải chương trình một tí, thì muốn nói để cho em hiểu rõ thôi, bởi vì những cái nội dung như trong sách giáo khoa nói nó vẫn cứ làm cho các em cảm thấy rất khó hiểu. Vậy cuối cùng cái thuyết electron đó là cái quái gì, và tại sao nó lại có khối lượng bằng này, tại sao nó lại có điện lượng bằng kia, và tại sao nó là cái hạt mang điện lượng nhỏ nhất? Thì thầy muốn nói đến cái thí nghiệm giọt dầu của Minica. Giọt dầu của nhà khoa học người Mỹ Minica, viết theo kiểu tiếng Việt thôi. Thì ông ấy mới làm thí nghiệm như thế này ạ. Ông ta cho các cái giọt dầu, ở đây là các cái điện, bên đây là các cái phần mang điện tích dương, bên đây là các phần mang điện tích âm. Đấy, cho các giọt dầu nó nhiễm điện, nó chạy vào đây, các giọt dầu nhỏ nhỏ chạy vào đây, thì chúng ta dễ dàng đo được cái gì? Đo được cái điện, đo được cái lực tương tác tích điện. Và dựa theo cái định luật Coulomb ấy, thì chúng ta sẽ đo được điện lượng của cái Q1 này là bao nhiêu, giọt dầu này có điện lượng là Q1, giọt dầu kia có điện lượng là Q2, giọt dầu kia nữa có điện lượng Q3, giọt dầu kia nữa có điện lượng Q4, vân 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 vân, vô vàn vô số cái giọt dầu, và chúng ta đều đo được gì? Đo được cái điện lượng. Còn cách thức đo chi tiết thì thôi, ta không xét đến ở đây. Ok chưa? Từ cái công thức của định luật Faraday suy ra được định lượng. Ok chưa nào? Thì các cái hạt giọt dầu này đều mang điện tích âm, và chúng ta đo và chúng ta nhận thấy có cái điều rất đặc biệt từ cái số liệu thu được từ thực nghiệm này. Ví dụ cái Q1, thầy viết con số thầy nhé, cái Q1 thì nó bằng Q là đơn vị Coulomb đấy, nó bằng 5 nhân với 1,6 nhân với 10 trừ 19 Coulomb, tức bằng số nguyên lần của 1,6 nhân với 10 trừ 19 Coulomb. Thế các phần Q2 đấy, nhớ rằng đây là những con số thể phiện, thể lấy để tượng trưng cho em dễ hình dung thôi, chứ không phải đúng với con số thực nghiệm của Minica đâu nhé. Đấy, để cho em hiểu cái tinh thần và hiểu cái ý nghĩa, cái bản chất của vấn đề thôi. Còn các con số cụ thể của Minica thì nó rất phức tạp và thầy cũng không nhớ hết được. Thì lấy ví dụ 9 nhân với 1,6 nhân với 10 trừ 19 Coulomb. Rồi Q3, Q4, Q5 cũng vậy. Hay nói tóm lại là nó luôn điện lượng Q của các giọt dầu này nó luôn bằng số nguyên lần, thì ký hiệu là N, của cái 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19 Coulomb. Điện lượng đo được đem chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 luôn ra số Q lần. À xin lỗi, luôn ra số N lần. Lấy điện lượng đo được
chia cho 1,6 nhân 10 trừ 19 thì nó bằng n lần. 5 lần, 7 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần hay là 130 lần, 270 lần, 165 lần vân vân. Tức là nó toàn là số nguyên lần chứ không có cái chuyện là nó ra 7,5 lần hay 9,2 lần hay là 10,4 lần, không có. Không có cái chuyện đó. Lúc nào nó cũng là số nguyên lần. Thế từ đó, từ rất nhiều cái kết quả thu được thử nghiệm đó thì Minui Khan mới đề ra cái giả thuyết là vậy cái con số 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19 này này là con số không chia nhỏ được nữa, và cái hạt mà mang điện tích nhỏ nhất sẽ có điện lượng là 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19 coulomb. Còn có thực sự là đấy là cái hạt mang điện tích nhỏ nhất hay không? Không chắc. Minui Khan đã làm thí nghiệm hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng biết đâu đấy cả hàng nghìn hàng vạn lần nó trùng hợp vẫn có những hạt mang điện tích nhỏ hơn thì sao, đúng không? Nhưng cho đến bây giờ chưa có một cái thực nghiệm nào tìm ra được rằng cái điện lượng quy nó bằng số lẻ lần, tức là bằng 7,5 hay bằng 9,2 hay bằng 1,074,8 lần chẳng hạn, tức là không có cái phần thập phân của cái 1,6 nhân 10 trừ 19, không có cái thí nghiệm nào chứng minh được cái điều đó cả. Vậy thì nghiễm nhiên người ta phải công nhận rằng cái hạt nhỏ nhất là cái hạt mang điện lượng 1,6 nhân đến 10 mũ trừ 19 coulomb nhé. Từ thí nghiệm giọt dầu của Minui Khan thì điện lượng quy của một cái vật bất kỳ luôn bằng số nguyên lần, hay là số tự nhiên thì chính xác hơn, 1,6 nhân đến 10 mũ trừ 19 coulomb. Đấy, n là số tự nhiên, n là sai. Ok chưa? Từ đây suy ra gì? Hạt mang điện lượng người nhỏ nhất. Đấy, trừ thì đúng hơn. Hạt mang điện lượng nhỏ nhất chính là hạt electron có điện lượng QE bằng gì? QE là điện lượng, E là của electron, trừ 1,6 nhân với trừ 10 mũ trừ 19 coulomb. Rõ chưa nào? Đấy. Thì đấy là cái thí nghiệm giọt dầu của Minui Khan. Và như vậy thì người ta hiểu rằng electron là hạt mang điện lượng nhỏ nhất, 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19 coulomb. Và những cái vật khác mang điện âm Q nào đó thì nó chứa n hạt, thừa n hạt electron. Những cái vật nào đó mà mang điện tích dương thì có nghĩa là nó thiếu n electron. Tức là một cái điện lượng gì? Một vật mang cái điện tích âm Q sẽ bằng gì? N nhân với trừ 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19 coulomb. Có nghĩa là vật đó thừa n electron. Và một vật mang điện tích dương Q nào đó thì nó cũng bằng n nhân với 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19 coulomb. Tức là vật này thiếu n electron, thiếu số nguyên là electron. Đấy. Xong chưa? Đấy là cái thuyết electron và cái câu chuyện tại sao người ta đã kết luận electron là hạt mang điện tích nhỏ nhất và cụ thể là bằng 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19. Còn cái thí nghiệm về chứng minh khối lượng của electron thì nó lại hơi lằng nhằng một chút, chân thôi thầy không muốn đi xa đà quá, kiểu làm cho các em bị vỡ mất cái chương trình nhé. Thứ ba là các cách làm nhiễm điện một vật. Ta có những cách nào để làm nhiễm điện một vật? Có ba cái cách này. Cách 1 là do cọ sát.
cho hai vật nó cọ sát với nhau, electron từ vật này bay sang vật kia, thế là cái thằng thừa electron mang điện âm và thiếu electron mang điện dương, và thằng này thừa electron, thừa bao nhiêu electron thì ngược lại thằng kia gì thiếu bấy nhiêu electron, tức là nội tại chỉ xét hai thằng với nhau thôi, không có cái thằng thứ ba sang vào. Thì thực nghiệm luôn chứng minh được cái điều là à, thằng này mang điện tích là âm 3 coulomb chẳng hạn, thì thằng kia sẽ mang điện tích là dương 3 coulomb. Em hiểu rõ chỗ này chưa? Cái kết quả này lại càng minh chứng cho một điều là gì? Cái quan điểm về thuyết electron là đúng. Nhá. Em hiểu cách thứ nhất là nhiễm điện do cọ sát. Cọ sát các vật với nhau thì vật này sẽ mang điện tích âm, vật kia sẽ mang điện tích dương, là do electron bắn từ vật này sang vật kia, vật thừa electron mang điện âm và thiếu electron mang điện dương, và số thiếu vẫn luôn bằng số gì, số thừa. Cho nên sau khi cọ sát thì em nhớ cho thầy này, một vật mang điện dương, một vật mang điện âm, nhưng điện lượng của chúng Q1 luôn bằng gì, Q2, chỉ được của Q2. Hay chính xác hơn thì chúng ta nên viết như thế này, vật thứ nhất mang điện tích Q1, vật thứ hai mang điện tích Q2 thì Q1 bằng trừ Q2. Nó nói lên là lượng điện như nhau nhưng chỉ khác nhau về gì? Khác nhau về số. Em rõ chỗ này chưa? Cái biện pháp nhiễm điện thứ hai là do tiếp xúc. Tiếp xúc thì có thể là một vật nhiễm điện cho tiếp xúc với một vật không nhiễm điện, hoặc cũng có thể cho tiếp xúc giữa một vật nhiễm điện nhiều với một vật nhiễm điện ít. Ta xét trường hợp đơn giản là một vật nhiễm điện với một vật không nhiễm điện đã đi. Đấy. Thì ví dụ như một vật đang nhiễm điện âm cho tiếp xúc với một vật trung hòa bình điện, một lúc sau đo và thấy cả hai thằng cùng âm, chứng tỏ là đã có những thằng âm ở bên này sàn sẹt sang bên kia, và do electron bên này thừa nhiều quá sàn bớt sang cho thằng bên kia. Em hiểu chưa? Đấy. Thì cái này sẽ giải thích được cái hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc. Và một cái bằng chứng nữa là gì? Một cái bằng chứng nữa là các nhà khoa học đo cái điện lượng. Ví dụ thằng này là ban đầu đang mang cái điện lượng là âm 5 coulomb, một lúc sau thế thằng này mang điện lượng là âm 2, thằng còn lại là âm 3, tức là tổng cộng vẫn là gì, âm 5. Điều này càng chứng tỏ là gì? Điện lượng đã chuyển bớt từ thằng này sang thằng kia, chứ không phải là tự nó sinh ra hay tự từ đâu chạy đến, mà chỉ là chuyển từ thằng này sang thằng kia. Đấy. Và bởi vì tổng của chúng nó không có gì thay, không có gì thay đổi. Đấy. Cho nên nó lại càng chứng tỏ là có sự chuyển từ thằng này sang. Rõ chỗ này chưa? Ra tiếp xúc. Ban đầu thằng thứ nhất đang là Q1, thằng thứ hai đang là Q2. Có thể là Q2 bằng 0 hay là khác không tùy. Nhưng về sau thì thằng thứ nhất mang điện tích là Q1 phải, thằng thứ hai mang điện tích Q2 phải, tổng của chúng vẫn không có gì thay đổi. Em rõ chưa? Ví dụ như thằng thứ nhất đang nhiễm điện là âm 5 coulomb, nhiễm điện âm ở âm 5 coulomb. Thằng thứ hai ban đầu đang nhiễm âm 1 coulomb, cho tiếp xúc với nhau thằng này sẽ sang bớt sang thằng kia. Nhá. Thì về sau thì thằng này được âm 2 coulomb, thì thằng kia còn lại là gì? Âm 4 coulomb. Tức tổng vẫn là âm 6. Em rõ chỗ này chưa? Đấy là nhiễm điện do gì? Do tiếp xúc, từ hai vật tiếp xúc với nhau. Cái cách nhiễm điện thứ ba là do hợp ứng. Hợp ứng tức là một thằng nhiễm điện đạt lại gần một thằng không nhiễm điện. Chỉ đạt lại gần thôi, chứ không phải là không được tiếp xúc với nhau nhé. Cũng không cọ sát, không tiếp xúc gì với nhau cả, không chạm gì vào nhau cả, chỉ gần thôi. Thằng này đang mang điện, thôi giả vờ nó mang điện âm đi, thì cho lại gần, người ta thấy thằng này cũng mang điện. Và đặc điểm có cái hay cái chỗ này, nếu thằng này đang mang điện âm thì ở phía gần nó sẽ mang điện dương, và phía xa thằng này sẽ mang điện âm. Ok chưa? Ngược lại, nếu thằng này mang điện dương thì ở gần đó sẽ mang điện âm, và ở phía xa thằng này sẽ mang điện dương. Đấy, cái hiện tượng thu được lại như vậy. Thứ hai nữa là khi cho cái thằng vật này nó đi ra xa, thằng vật A này đi ra xa, thì ngay lập tức thằng vật B lại trở về trạng thái gì? Trung hòa về điện. Đấy nhá. Thí nghiệm thu được như thế này: thằng A mang điện âm đặt lại gần thằng B trung hòa về điện, thì ở cái thằng B chia được hai phần, phần gần A sẽ mang điện dương,
và thằng xa A sẽ mang điện âm. Còn nếu thằng A mà mang điện dương thì thằng gần phía A sẽ mang điện âm và thằng xa cái A sẽ mang điện dương. Cái kết quả thứ nhất. Kết quả thứ hai là khi đưa ra A ra xa B thì ngay lập tức B lại trở về với trạng thái trung hòa về điện. Đó chưa? Vậy tại sao? Vì cái này dùng thuyết electron thì nó sẽ đúng. Nó sẽ giải thích được cái hiện tượng này. Là do như thế này, bình thường các cái nguyên tử, các cái vật B này nó được cấu tạo từ các nguyên tử. Các nguyên tử thì gồm có các cái hạt nhân và các electron được phân bố một cách đều đặn. Thế khi thằng này mang điện tích âm đặt lại gần thằng B thì xảy ra tình trạng là các electron nó nhẹ hơn, nó dễ di chuyển hơn thì thằng điện tích âm, âm thì đẩy âm này. Thế là thằng âm đang ở gần thằng A này, những thằng âm đang chỗ này sẽ bị đẩy sang phía bên phải này. Thế làm cho phía bên phải này gì? Nhiều điện tích âm. Ok chưa? Thế còn phía bên trái này, phía bên trái của B này, tức là phía gần A này, âm nó đi mất bớt rồi thì sẽ trở thành mất điện tích âm. Đúng chưa? Khi mà tách A ra xa B, tức là các electron này không còn bị đẩy nữa, thì nó lại trở về với trạng thái ban đầu. Số dương và số âm lại phân bố một cách đều đặn và vật B lại trở nên trung hòa về điện. Như vậy trong cái hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng này thì các electron nó phân bố lại thôi, chứ nó không chạy đi đâu hết. Nó vẫn cứ nằm trong cái vật B này thôi. Nó chỉ nhảy từ phía bên này sang phía bên kia, bị đẩy từ phía bên này sang phía bên kia, làm cho một phía thừa điện tích âm, thừa electron và điện tích âm làm được, và cái phần thiếu và điện tích dương. Đấy. Cũng tương tự như vậy đối với cái trường hợp thứ hai, thằng này mang điện tích dương, dương thì cũng đặt. Thế thì bình thường các electron và các điện tích dương và các điện tích âm nó phân bố đều đặn trong cái vật B này. Cái điện dương này sẽ hút electron, thế là các electron nhảy về phía gì? Gần phía B do bị hút. À xin lỗi, nhảy về gần phía A do bị hút. Chứ chưa vượt ra khỏi cái B nhé, vẫn cứ ở trong cái A thôi. Thế thì nó tiến về phía gần B, gần phía A. Thì làm cho phía bên trái này gì? Thừa electron thì mang điện âm, phía bên phải thiếu electron thì mang điện dương. Thì ngắt cái A để ra chỗ khác thì electron này không còn cái lực hút nữa, nó sẽ trở về vị trí ban đầu, bị thằng dương này nó hút ngược trở lại, thế trở về với trạng thái ban đầu, số dương và số âm lại phân bố đều đặn, thì vẫn đã trung hòa về điện thôi. À, rõ ràng là cái giả thuyết về sự tồn tại của electron rất phù hợp để giải thích các cái hiện tượng, cái kết quả thực nghiệm mà thu được. Đấy là ba cái cách nhiễm điện. Và đặc điểm của nhiễm điện do hưởng ứng là gì? Vật A là vật B nhiễm điện, nhưng tổng điện lượng của vật A không thay đổi, tổng điện lượng của vật B cũng không thay đổi. Được nhá. Em thấy đấy, điện lượng của vật A nó chỉ phân bố lại thôi. Tổng điện lượng, hay là nói cách khác là điện lượng thôi, điện lượng của A và điện lượng của B trên vật B không thay đổi. Của hai vật không thay đổi. Đấy là cái đặc điểm nhiễm điện do hưởng ứng, không thay đổi. Ok chưa? Đấy là cái cách nhiễm điện do, ba cái cách nhiễm điện. Thứ mấy nhỉ? Đến thứ tư đúng không? Thứ tư là định luật bảo toàn điện tích. Cái này nó nhanh thôi. Bảo toàn về điện tích có nghĩa là sao? Bằng thử nghiệm thì các nhà khoa học thấy thế này, khi hai thằng mà nó cọ sát với nhau, bình thường đang trung hòa, sau nó cọ sát thì thằng này nhiễm điện, thằng kia cũng nhiễm điện. Thằng này nhiễm điện là âm 3 coulomb thì thằng kia nhiễm điện dương 3 coulomb. Thì tổng ban đầu nó đang bằng mấy em? Đang bằng 0. Sau khi nhiễm điện thì mỗi thằng nó là con số khác không, nhưng tổng của chúng vẫn là bằng 0. Đấy. Hay là ví dụ như thằng này đang nhiễm điện dương 5 coulomb. Thằng kia dương 5 coulomb nhá. Đấy. Hai thằng tiếp xúc với nhau. Thằng này đang nhiễm điện âm 1 coulomb. Cái hai thằng tiếp xúc với nhau thì lúc sau cả hai thằng đều nhiễm điện dương.
Thằng này còn 3 coulomb. Dư 3 coulomb. Thằng kia là dư 1 coulomb. Nó không chưa chắc nó đã san đều đặn cho nhau nhé. Còn cái nguyên nhân tại sao lại san có lúc nó san đều đặn cho nhau, ví dụ như em nghĩ rằng là thằng này 2 thằng kia cũng phải 2. Đúng không? Thì ta sẽ giải thích nó ở cái mấy bài học sau. Ta sẽ biết là tại sao nó lại có lúc nó san sẻ đều cho nhau còn không. Ta tạm gác cái chuyện đó ở những bài sau nhé. Thì chỉ biết là nó sẽ san sẻ điện được cho nhau, nhưng có đặc điểm này. Thằng này 5, thằng này âm 1 tổng cộng trước lúc tiếp xúc lại dương 4. Về sau nó san sẻ cho nhau. Thì thằng này dương 3, thằng kia dương 1 tổng cũng là dương 4. Và qua rất nhiều những cái thí nghiệm kiểu như vậy, với không phải chỉ là hai vật mà rất nhiều vật, thì các nhà khoa học rút ra được một cái kết quả này là có n cái hạt mang điện tích là Q1, Q2, Q3, Qn nào đó, cộng nó lại rồi sau đó cho nó tiếp xúc với nhau hoặc cho nó va chạm với nhau đấy, tiếp xúc va chạm hoặc là hưởng ứng gì đó, thì nhận thấy là về sau tầng 1 là Q1 phẩy, tầng 2 là Q2 phẩy, tầng 3 là Q3 3 phẩy, vân vân, tầng N là Qn phẩy, thì tập của chúng không có gì thay đổi. Thì cái này gọi là định luật bảo toàn về điện tích. Định, nhớ nhất, định gọi là định luật bảo toàn về điện tích, tức là tổng điện tích không của một cái hệ nó cô lập, tức là chỉ có N thằng này nó trao đổi điện lượng với nhau thôi, thì tổng của chúng không có gì thay đổi, mà nó chỉ chuyển từ thằng này sang thằng kia. Đấy. Cái này nó càng củng cố thêm cái thuyết electron rằng là có sự tồn tại của các hạt mang điện dương và các hạt mang điện âm nhé. Rồi, đấy là những cái lý thuyết sơ lược về thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích. Sau cái tiết học này thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải các cái bài tập cũng như là bàn luận sâu hơn về các cái dạng toán. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.